cư sư còn biết nhân quả và tác ý ba thời của bố thí nhưng khi con đang trong lúc cúng dường hệ bố thí thì trong tâm của con không có khởi lên bất cứ tư tưởng gì cả chỉ biết là đang bố thí ngay lúc đó mà thôi như vậy con có cần khi đang lúc cúng dường bố thí mà phải cố để tâm tạo ra tác ý gì không thưa với quý vị đó người có trí nó khác với người không có trí. Ừ. Nếu như mà quý vị là một hành giả tứ niệm xứ theo cái kiểu làm cái gì biết cái đó như một số vị sư đã hướng dẫn quý vị làm cái gì biết cái đó. Thì cái chuyện mà quý vị phải làm khi quý vị bố thí nó còn cực hơn cái người thường nữa quý vị biết không? Thứ nhất mình phải hết sức dồn hết sức để biết là mình có niệm hay không tức là mình có chánh niệm hay không nha không có để cái tâm mình chạy lung tung mình phải có chánh niệm cái thứ hai mình phải kiểm tra coi cái tâm mình nó có định hay không tức là gì mình có sự tập trung hay không nhớ nha cái niệm nó khác cái định nha cái niệm á là mình có cái sự nhớ đến cái đối tượng của mình hay không có sự nhớ đến cái đề mục của mình hay không nhưng mà cái định á là cái sự không chạy ra khỏi đối tượng tức là gì mình cúng dường mình phải tập trung hết cái khả năng của mình vào cái việc mình cúng dường mình phải kiểm tra mình có định hay không duy trì cái định đó sư nói tứ niệm xứ nó cực hơn người thường nha chứ đừng có nghĩ là mình nhẹ nhàng không có cái thứ hai là cái thứ ba mình phải coi cái, cái tâm của mình á là nó đang là thọ gì tốt nhất là thọ hỷ tốt nhất là thọ hỷ nha khi mà cúng dường cái tâm mình nó phải có thọ hỷ không nên có thọ xã phước thiện dục giới nên có thọ hỷ không nên có thọ xã rồi mình phải xem coi mình là mình có cái sự cái thân của mình á có cái sự cung kính hay không ừ. rồi mình phải kiểm tra coi cái việc mình bố thí nó có mục đích hay không có mục đích tức là gì cái chuyện mình bố thí mục đích của nó là hướng đến sự giải thoát hay là mục đích của nó là mình không có hoàn toàn không có mục đích nó khác nhau nha cái ký ở chỗ này nó khác nhau trong tứ niệm sứ ừ, cái chuyện mà sư nói quý vị đó kiểm tra tâm mình đó, nó có định hay nó tán loạn nó thuộc về cái gì quán tâm trên tâm cái việc mà mình kiểm tra cho cái tâm của mình đó, nó đang là thọ gì đó nó có phải thọ hỷ hay không đó? nó là quán thọ trên thọ cái chuyện mà mình kiểm tra có cái cái thân của mình á, nó có sự cung kính hay không nó là cái gì quán thân trên thân còn cái chuyện mà mình kiểm tra coi việc mình bố thí nó có mục đích hay không có mục đích đó là cái gì quán pháp trên pháp thành ra cái người tứ niệm xứ họ có nhiều chuyện để làm hơn cái người thường nha chứ đừng có tưởng là mình à, thôi tôi có bố thí tôi, tôi biết vậy thôi, thôi. có chuyện lý câu hỏi ra thưa quý vị đây á nói tới bố thí á là nó là pháp đầu tiên trong người bảo là mật ba nó khi mà mình ở ngoài đời người đời mình ví dụ mình đi mua cái này cái nọ mình đi mua đồ mua quần đi mua áo hoặc là mình bán hàng khi mình bán hàng đó là mình cọ ke từng chút để mình muốn bán lợi chút rồi khi mà mình mua hàng nó mua cái này mua nọ mua trái cây mua quần áo thì mình mình lại cò kè mình trả giá để mình ghé một chút nhưng trong cái chuyện tạo phước mà đơn cử ở đây là bố thí mình quên cò kè vậy là mình quên tận dụng để làm sao cũng bố thí thí dụ người ta bố thí cũng trăm ngàn như mình vậy đó người ta trăm ngàn ta bỏ ra người ta được hai kg phước ví dụ thí dụ như vậy đi mình cũng trăm ngàn mình được con cái rưỡi mình lỗ giống như người ta hứng nước mưa người ta làm máng sói người ta hứng vô lưu mình hả hỏng mình hay là mình lấy con cái tô mình hứng nó không được nhiêu nước trong cái chuyện bố thí á bỏ qua cái chuyện mà mình làm à, ba thời hay là tâm thiện hợp trí mà cái chuyện là mình phải kèm với cái phước khác giống như xin tệ nãy nói mình bố thí mình cũng tu thiền được vậy hoặc là về trong quá trình bố thí nè tôi làm thêm cái phước cung kính nè tôi đảnh lễ chưa tăng tôi cũng kính chưa tăng nghĩa là mình không có cò kè và cái phước của mình giống như là mình đi chợ mình cò kè nhầm người á muôn bó gao xin thêm trái ớt à, tại sao mình bố thí mình không xin thêm miếng cung kính à, cái người vật tử mình hay thiếu sót cái chỗ đó Nên là bố thí cái vô cái sạc 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 vậy đi về nó riết rồi rồi làm sao mới mốt mình dạy cho con mình được cho, 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 con mình mốt năm đời sau nữa quý vị biết á, có những trong kinh có những khúc á có những trường hợp á cái phật này nói đời quá khứ đã từng về rồi đời này về nữa cho nên khi mà mình biết được cái này hiện tại mình phải thay đổi cái nhân thời quá khứ đi có nghĩa là thời quá khứ tôi từng tôi bố thấy kiểu sẹt sẹt về rồi nè cho nên đời này tôi gặp ra sanh ra đời tôi biết đạo tôi gặp phật tôi gặp chư tăng tôi vô chùa tôi cũng sẹt sẹt cái kiểu có người vô cứ sạch sạch vậy thôi chứ không có tận dụng thì cũng vậy mình đời quá khứ mình từng như vậy cho nên đời này như vậy nữa thì như vậy mình biết cái nhân mình đã tạo một cách thường hằng như vậy thì đời này mình phải thay đổi đi cái nhân đó ở quá khứ hồi xưa tôi vậy nè cho nên giờ tôi vậy nè giống như hồi xưa tôi nghèo hồi xưa tôi không bố thí cho nên giờ sinh ra nghèo thì kiếp hiện tại tôi phải gắng tôi bố thí để vì lai like tôi giàu trở lại chứ nếu không đời này tôi tiếp tục tôi ăn chơi tôi không bố thí tôi còn bổn xẻng nữa thì đời vị lai tôi gì tiếp tục sinh ra vị nghèo nữa thì đời này mình sinh ra mình sinh ra mình bố thí với một cách tức thời hợp như vậy là đời quá khứ mình đã từng sinh ra mình sinh hoạt ở trong quá khứ mình cũng bố thí một cách thời hợp như vậy cho nên đời này mình cũng hồi hợp như vậy và đời vị lai mình lại tiếp tục nó đi theo con đường hồi hợp đó cho nên mình phải biết cái nhân để các trong đời này mình gắn trong quá trình tạo phước thứ nhất là đại khái ở đây là cái trong câu hỏi này là cái phước bố thí mình phải đổi đi là mình đổi cái cách thức đi cái mà mình đã từng làm một cách hời hợt ở quá khứ và đời hiện tại cũng đang tiếp tục và đang làm và có thể làm mà tiếp tục như vậy nữa ở tờ vị lai cho nên mình phải cố gắng đời này mình biết được rồi mình phải thay đổi đi ví dụ đời này tôi bị cận này là tôi hay làm phước đèn lắm à, vậy đó thí dụ vậy đó hay là bây giờ mình cảm thấy đời này sao tôi bất an quá tôi không ăn vui tôi đi đâu tôi phiền não thì mình làm phước phương tiện đi lại để nó ăn vui Mà vì lai like mình có thể mình ăn vui đó là cái cách để mình thay đổi chứ nếu mình cũng buồn bình thường mình cũng ở buôn mình làm giống như đi vô chùa hễ uh, chưa chổi ở đâu rồi người này tôi hạnh tinh tấn <laughs> ngang đâu sư rồi người này tôi niềm tin mà sách ở đâu sư chỗ nào bán kinh sách đĩa băng phật giáo rồi người này tu trí tệ ví dụ vậy thì đời này vô cứ quét chùa là tinh tấn thì đời, đời sau cũng vô quét chùa thôi đời này vô kiếm nhang đốt lại là đời sau cũng vô kiếm nhang lại à thì mình phải thay đổi cái nhân hiện tại này bằng cách mình mình mình, mình những cái gì mà mình học được À, từ trong sách chở từ các sư từ những cái thời pháp của các vị thiết mình biết khi bố thí mình cần phải làm cái gì thì mình bắt buộc ở đây là tính chất bắt buộc cần phải làm làm ghét rồi nó quen thí dụ bản thân chúng tôi đơn cử ví dụ như bây giờ hồi xưa đó hồi đó hồi đó mới tu đó, có gì các cách như ca ta cũng dưỡng gì vô cái cách cái bị là bị em sư phụ cũng là sao mà hẹp hầu quá sao mà cứ chứa ghét vậy rồi chừng dọn cái cốc cũng chết luôn mới nói có gì đem cho anh ta đi Mới đầu cho bằng cái tâm tiếc lắm mình cũng cho mà nghe lời ổng mà ổng ông nhìn tôi ổng đứng đó ổng nhìn thì mình đâu có dám rồi là mình không cho Cái mình cho thời gian mình cho hoài Có dư cái mình đem mình cho cư sĩ mình cho hàng xóm mình cho mấy người dần trong chùa mình cho con quả Cái đầu cái cái môn giờ mình có nhiều tôi cho hết tôi cho một cách tự nhiên Cái gì vậy làm lâu ngày quen tay mới đầu mình không quen cái Trong lúc là không có cái tâm đó sanh khởi thì mình tập từ từ khi một lần làm xong mình thấy chết quên rồi thì mình phải lần sau phải nhắc mình phải tự nhắc mình hàng ngày phải quán niệm ví dụ như cái chuyện này mình làm không được hàng ngày phải nó mình bố thí là mình hay quên ba thời nha hàng ngày nhắc lúc bố thí nhớ nhớ ba thời khi mình nhắc như vậy nó có cái thường về mi thần duyên để mình nhớ khi mà quý vị đóng một cái đinh vào tường thì mình đóng có mục đích chứ không phải là mình đóng không có mục đích đúng không ví dụ mình đóng để mình mình treo một bức tranh có mục đích mặc dù khi trong khi mình đang đóng là mình tập trung hoàn toàn vào cái việc đóng nhưng mà bản thân cái việc mà mình đóng cái bức tranh đó đóng cái đinh vào tường là mình đóng có mục đích chứ không phải là không có mục đích nha thành ra là cẩn thận chỉ còn cái chuyện mà cái người mà đóng đinh vào tường mà không có mục đích á là chỉ là cái người mà cái đầu có vấn đề. Ừ. Rồi